Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã có tờ trình Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thực hiện từ đầu năm 2022. Cụ thể, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã giảm mức đề xuất tăng lương hưu trợ cấp hàng tháng xuống còn 11%, thay vì mức đề xuất trước đó là 15% do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nếu phương án được chấp thuận, khoảng 868.000 người sẽ được thụ hưởng từ kinh phí nhà nước là khoảng 4.625 tỷ đồng. Quỹ Bảo hiểm Xã hội sẽ chi trả cho khoảng 2,13 triệu người với kinh phí 14.700 tỷ đồng trong năm 2022 nếu được thông qua. Người hưởng lương hưu trợ cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 có mức thấp cũng sẽ được điều chỉnh bù để đạt 2,5 triệu đồng một tháng. Người hưởng thấp hơn 2,3 triệu đồng thì tăng thêm 200.000 đồng một tháng. Nếu mức hưởng dao động từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng thì điều chỉnh sao cho đủ 2,5 triệu đồng. Dự kiến trong năım 2022, khoảng 318.000 người thuộc 8 nhóm được tăng lương hưu trợ cấp với kinh phí điều chỉnh khoảng 573 tỷ đồng. Lần gần nhất Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng là từ tháng 7 năm 2019.